chi bi a shun ni da mo gong wa go chi bi a shun ni da ya mong ka cụ ơi, cụ già rồi, cụ về đi. Trò này chỉ hợp với trẻ con thôi. Tôi vẫn còn trẻ lắm, năm nay mới có 70 chứ mấy, vẫn còn khỏe lắm búp bê à. Thôi, cháu trao giải cho cụ, không phải thi thố gì nữa, mất thời gian lắm. Cụ đưa tay ra đây. Đây là giải thưởng, cháu nghĩ rất cần thiết với cụ. Ok. Ngày xưa thì rõ là đông, giờ thì chạy đi, chạy lên đi. Tao mày đâu. Ồ, nhìn quen quen. Thằng kia, bỏ tay tao ra, tao ngã bây giờ. Ừ, chờ tí, để tao bỏ. Tao không bảo mày, tao bảo thằng bên này này. Ờ, mày bảo tao, sao mày không nhìn tao? Mắt mày bị lé à? Wow, nhảy đẹp thế. Tao trúng tao không được. Sao lại thành ra như thế này rồi? Hỏng hết rồi, biến chất quá. Mình phải ra dẹp ngay mới được. Cái thằng này, mày lùi ra, tao lên trước mà. Để tao ra. Đánh ra. Ai vậy? Hóa ra chỉ là mơ à. Ơ búp bê, em dậy rồi à? Xuống ăn sáng đi. Đây, em ngồi xuống đây. Hôm nay anh có một bất ngờ dành cho em. Bất ngờ gì đấy hai chồng ơi? Tên tên. Em làm sao đấy? Anh thấy em có bầu vất vả, cho nên là anh thuê cô ấy về làm ô sin, chăm lo công việc nhà giúp em đấy. Sao nhìn con bé này giống con búp bê cướp người chơi của mình trong mơ thế nhỉ? Hay là... Này, cô giúp việc. Cô xem hộ tôi, mắt tôi có cái gì ấy? Ơ, thế à? Để em xem cho. Đây, cô xem hộ tôi cái, có cái gì ấy? Đâu 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 đây ạ? Đây, cô xem hộ tôi đi. Đâu, em có thấy cái gì đâu? Cô xem kỹ vào. Em xem kỹ rồi, có thấy cái gì đâu? Xem kỹ vào, rõ ràng là có mà lại. Nhưng mà không có gì thật. Cô xem kỹ đi. Em không có thấy mà. Xem cho kỹ vào. Không thấy, em không thấy mà. Chắc là tôi nhầm ấy, vừa mới ngủ dậy. Quang mì đi, không là nguội đấy nhá. Thế nhá, quang mì tiếp đi, không nguội nhá. Rõ ràng là cho nhiều tương ớt như thế, thế mà ăn không cay à? Hay là tương ớt đểu nha. Này, cho xin miếng. Ngon không? Ngon không? Có. Nóng quá.
rửa mặt cái đã. Đang rửa mặt à? Đây là thuốc ghẻ, chỉ cần dính vào mặt ngươi một phát là mặt ngươi sẽ tan nát. Ít thôi nha, không nhiều. Bạn ơi, mặt bạn nát bét. Con kia, mày không mau xếp gạch lên xe đi, để tao còn chở à? Hả?